ghen. Chưa đặt đỉnh đó mà để đó mình hái được á. Phơi khô mới được. Phơi khô mình lấy ra, lấy giờ là nó thì cái bao. Cái này là mấy ngày tuổi anh? Này hả? Trái này nè. Trái này nó phải cũng gần một tháng rồi, gần được một tháng rồi. Vàng khè. Ồ, gần tháng rồi. Gần tháng mà vàng khè vậy hả? À, thì nó khoảng một tháng mỗi bữa là mình hái được rồi. Vàng khè. Chỉ cần ấy nước vô là sức chá hả? Ồ, nó bị sức keo vậy không? Không, không tiếp luôn. Cái này cái nào nó dễ hả? Còn y nguyên. Thấy không? Ok anh. Đâu có gì mà phải hư hao gì chứ bao đâu. Ừ. Rồi đi ngang mà có cọng dây bẫy. Dạ dạ, cảm ơn anh. Thơm. Dạ, trời thơm. Chưa. Dạ dạ. Vô thuyết minh lại cái hạt. À đây, hai cái bao. Đây là hai cái bao còn mới ngâm. Các bạn thấy giọt nước ở trên đây không? À,